Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh máy Bitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người đó là Sun Retracted đến từ cái cây cầu nối là Orbiter Finance. Thì đối với cây cầu nối Orbiter này thì khá là quen thuộc với anh em. Thì trước đây mình cũng đã hướng dẫn mọi người Sun Retracted rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người nhận thêm đó là 37 điểm boy. 37 điểm boy đến từ cái sự kiện của cái cây cầu nối này. Đó. Thì trước đây các bạn mà có claim những cái NFT ở trên là Orbiter thì nó sẽ hiện tại nó đã tổng hợp lại cái điểm boy ở trên cây cầu nối luôn nha, trên nền tảng này luôn. Thì hiện tại nó có một số nhiệm vụ, nó có một số những cái nhiệm vụ chẳng hạn như là minting này này để nhận thêm điểm boy. Đó, thì những cái nhiệm vụ này cũng đơn giản thôi. Đó. Thì hiện tại cái cầu nối này nó cũng chưa ra mắt token. Thì anh em cứ làm những cái nhiệm vụ của họ để nhận điểm boy. Thì sau này nếu mà họ ra mắt token thì chúng ta sẽ nhận được airdrop đến từ cái cầu nối này. Thì cây cầu nối này là cây cầu nối phụ thôi. Hiện tại nó hỗ trợ rất là nhiều mạng lưới, chẳng hạn như là Base, Zcash hoặc là Linear, hoặc là Zcashinera, hoặc là Arbitrum, hoặc là Starknet. Nó hỗ trợ khá là nhiều mạng lưới đó, Ethereum hoặc là Mantle. Thì cây cầu nối này thì mình thấy thì nó khi mà buy thì khá là nhanh nha. Đó, ok, thì mình không nói nhiều nữa. Thì để nhận được điểm boy thêm thì anh em có thể là vào đường link dưới phần mô tả video. Thì hiện tại nó có 3 nhiệm vụ nha, hiện tại nó mới ra 3 nhiệm vụ. Thì 3 nhiệm vụ này nó sẽ kết thúc vào 2 ngày nữa nha, 2 ngày nữa nó sẽ kết thúc này. Đó, 2 ngày nữa nó sẽ kết thúc. Thì đối với ba cái nhiệm vụ này thì nó sẽ yêu cầu các bạn đó là vào một cái web vào cái web đó là layer 220 để minh những cái token, mà bất kỳ token nào trên basic là được nha. Nếu mà các bạn minh một lần thì các bạn sẽ nhận được là 5 boy. Còn các bạn minh hai lần thì các bạn sẽ nhận được thêm là 12 boy, với lại là 5 boy là 17 boy. Nếu mà các bạn minh 3 lần thì là nếu mà các bạn minh 3 lần thì các bạn sẽ nhận lại được hết cái điểm boy này luôn. Đó. Ngoài ra thì nó cũng có một số nhiệm vụ phụ, chẳng hạn như là nó yêu cầu các bạn đó là buy ít nhất một lệnh bằng ETH từ bất kỳ mạng lưới nào sang mạng lưới Manta. Đó, những cái mạng thì đối với những cái nhiệm vụ này thì các bạn cần thì các bạn buy thôi, còn các bạn không cần thì khỏi buy cũng được, tốn phí thôi. Còn chúng ta chủ yếu là làm những cái nhiệm vụ đó là extra này. Đó, những cái nhiệm vụ này khá là dễ thôi nha. Ok, thì để nhận được là 37 điểm boy này thì các bạn vào đường link dưới phần mô tả video, đó là layer 220.io này. Đó, sau đó thì đối với cái nhiệm vụ thì nó chỉ yêu cầu chúng ta đó là sử dụng bất kỳ mạng lưới layer 2 nào minh 3 lần là được. Đó, thì các bạn vào đây. Thì ở đây thì hiện tại nó hỗ trợ này là khá là nhiều. Các bạn có thể là min trên mạng lưới Optimism, hoặc là mạng lưới Linear, hoặc là mạng lưới Base, hoặc là mạng lưới Zcashinera, hoặc là Ethereum. Đó. Thì ở đây thì chúng ta đang săn retracted trên mạng lưới Zcashinera này, với lại là Ethereum này, với lại là Linear này, với lại là Base này. Đó. Thì bây giờ các bạn có thể là sử dụng ba cái mạng lưới này chưa ra mắt token này này để chúng ta min, để lấy transaction luôn nha. Đó, transaction với lại là contract luôn. Đó. Ok, thì ở đây mình sẽ min trên Zcashinera trước đây. Đó, thì trên ví MetaMask của các bạn chuyển đổi sang mạng lưới Zcashinera thôi. Zcashinera mainnet nè. Nói chung thì trên Zcashinera mainnet các bạn cũng cần chuẩn bị một ít phí nha. Chuẩn bị một ít phí ETH để các bạn trả phí thôi. Đó, sau đó các bạn connect ví nè, connect ví MetaMask nè. Trên mạng lưới Zcashin nè. Đó, sau đó thì ở phần này, ở Reset Network này thì các bạn nhấn vào, các bạn chọn cho mình đó là Zcashinera thôi nha. Đó, đợi mình tới mình lót lại cái đã, để cho nó hiện ra Zcashinera nha. Đợi mình tí.
Ok. À, nói chung là chúng ta min trên mạng nào? Nói chung là ở đây là chúng ta là kho net trên mạng lưới Zcash nha. Chúng ta sẽ kho net ở trên mạng lưới Zcash. Còn ở phần là resale network này này, có nghĩa là sau khi các bạn trả phí ở trên mạng lưới Zcash xong á, thì ở đây thì nó cho các bạn chọn mạng lại nhận á nha. Có nghĩa là mạng nhận lại cái đồng token mà các bạn đã min này, là cái đồng token L2 này. Đó. Thì ở đây thì các bạn muốn nhận lại cái mạng nào thì các bạn chọn mạng đó thôi. Ví dụ các bạn chọn mạng lưới 3C đi nha, 3C này. Đó. Đó, sau đó thì các bạn nhấn nút min. Ở dưới đây thì các bạn để một thôi nha, để là số 1 thôi. Sau đó thì các bạn nhấn nút min. Rồi các bạn xác thực giao dịch trả phí ở trên ví thôi, thì phí đâu đó khoảng là phí trên nền tảng là 0,54 đô, với lại là cộng thêm cái phí là gas ở trên mạng lưới Zcash nữa, là tổng cộng lại khoảng là 0,68 đô nha. Đó, xác nhận trả phí này. Min socket này, đó. Sau khi các bạn min xong thì là các bạn đã xong. Đó, đó là một lệnh nha. Là chúng ta đã xong một lệnh rồi, một TX rồi nha. Có nghĩa là một TX có nghĩa là transaction đấy. Là một TX. Bây giờ chúng ta làm min thêm hai lần nữa. Thì tiếp theo đó các bạn có thể là chuyển đổi sang mạng lưới Linie đó. Đó, trên ví MetaMask các bạn chuyển đổi lại sang mạng lưới Linie đi. Để chúng ta là lấy transaction ở trên mạng lưới Linie luôn. Đó, Linie mainnet này. Đó, thì các bạn cũng có, bạn nào có ETH ở trên mạng lưới Linie thì các bạn ấy thôi, còn bạn nào còn các bạn đang có ETH trên những mạng lưới nào thì các bạn chọn mạng lưới đó các bạn min thôi. Min 3 lần luôn cũng được nha, không cần chuyển mạng lưới, tùy tùy các bạn thôi. Thì đây mình tiếp tục là mình sẽ min ở trên mạng lưới mạng lưới Linie. Đó, mình sẽ chuyển sang mạng lưới Linie. Sau đó thì Resi Network thì các bạn có thể là chọn nhận lại là trên mạng lưới Zcash thôi. Đó, rồi các bạn nhấn vào nút min. Sau đó thì các bạn trả phí ở trên mạng lưới Linie thôi. Đó, phí trên mạng lưới Linie thì nó cũng tương tự như là trên Zcash thôi, khoảng là 0,68 đô thôi. Đó, xác nhận này. Không thành công. Ok, mình sẽ lót lại nha. Sau khi các bạn min xong thì các bạn có thể là lót lại. Đó. Rồi bạn nhấn min lại thôi. À, Lini nó không thành công các bạn ạ. Để mình chọn nhận lại mạng khác thử nha. Hình như là bên Lini nó deploy đầy rồi sao các bạn? Ok. Lini deploy đầy rồi. Thì chúng mình sẽ chuyển sang mạng lưới Ethereum đi. Đó, chọn chọn mạng nhận thôi, rồi mình nhấn min thôi. Đó, cục trả phí ở trên mạng lưới Ethereum thôi. Ok, đã được xác nhận này. Đó, sau đó thì các bạn muốn min thêm mạng nào thì các bạn chuyển sang mạng đó các bạn min thôi. Hiện tại thì mạng lưới Linie hình như là min đầy rồi sao các bạn? Đây là 227, đã min là khoảng là 227 triệu token rồi, hình như là đầy rồi, đầy bull rồi. Đó, các bạn có thể là min trên mạng lưới Zcash Era là 3 lần, min 3 lần cũng được nhá. Hoặc là mạng lưới 3C thì các bạn có thể là chuyển sang mạng lưới 3C. Ở trên với các bạn chuyển sang mạng lưới 3C. Các bạn min thôi. Đó, rồi chọn mạng lưới nhận thôi. Rồi các bạn nhấn nút min thôi. Đó, xác nhận các bạn min thôi. Ok, thì vậy là mình đã min 3 lần. Thì sau khi các bạn min xong thì ở bên đây nó sẽ đây này, Dot này. Đó, nha. Nó cái bên ở trên cây cầu nối Orbiter này nó sẽ hiện ra cái màu xám như thế này nè. Dot này, cái nhiệm vụ nó hiện ra Dot này màu xám như thế này nè.
Đó là các bạn đã hoàn thành. Đó. Các bạn có thể lót lại nha. Các bạn minh xong thì các bạn đợi khoảng là vài phút các bạn lót lại. Đó. Các bạn lót lại thì cái nhiệm vụ nó sẽ xám đi, nó hiện ra nút done như thế này là các bạn đã hoàn thành nha. Đó các bạn đợi, chỉ cần đợi vài phút thôi. Đấy, mình đã minh là ba ba lần rồi. Đó, bây giờ mình đợi nó duyệt thôi. Ok, thì như vậy là cái vi các bạn có thể là kiểm tra cái điểm boy trên đây nha. Ở trên đây này, trên cái cầu nối các bạn nhấn vào chỗ điểm boy này, nó sẽ hiện ra cái điểm boy của các bạn đã nhận này. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn mọi người nhận điểm boy trên cây cầu nối là Orbiter Finance thì đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, hẹn các bạn ở video tiếp theo.